Hôm nay ta sẽ đưa nàng đi theo du thiên hạ bằng con ngựa truy phong này. Nàng muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có chàng. Thế thì ta sẽ đưa nàng đi đâu cũng được để tâm sự nhé. Rồi ôi khiếp, tưởng truy phong thế nào, hóa ra cũng không nhanh bằng con quạ. Bám chắc vào em. Thiên kiếm mobile, đường tình thì anh thua, nhưng mà đường đua thì anh chấp hết. Thiên kiếm mobile, siêu phẩm nhập vai cùng chiến duy nhất Việt Nam, sắp có mặt tại App Store và Google Play.